còn nơi ăn trú thì thất thực đối với các nghi với các sắc do mắt nhận thức nếu có khởi lên tham sân si hành tập xong ta đã tạo đoạn thành năm dục chuẩn giữa chưa? Hỏi mình đó là năm dục chuẩn giữa là năm dục trưởng dưỡng á, là sắc thinh hương vị xúc pháp hả? Phải là sao? Năm dục trưởng dưỡng là cái gì quên rồi, danh lợi sắc thực thi á. Năm cái mình năm cái trưởng dưỡng đó. Mình đừng cho nó trưởng dưỡng, đừng có cho trưởng dưỡng, đừng có sắm theo cái kiểu đó được. Thí dụ như bây giờ nó thực nó muốn ăn thì mình đừng có trưởng dưỡng nó, theo nó mình ăn. Bây giờ nó muốn ngủ mà giờ này chưa phải ngủ, mình đừng có trưởng dưỡng nó đi ngủ theo nó. Mình thấy nếu mình nó buồn ngủ cái mình đi ngủ theo nó thì mình trưởng dưỡng. Bởi vì nó thuộc về năm cái dục là của nó. Năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng đó. Rồi bây giờ người ta cho mình cái này kia rồi mình đừng có tham quần áo, rồi đừng có tham, mình tham ví dụ như người ta cho mình cái y cái này kia tốt cái mình tham này đó, thì đó là mình trưởng dưỡng cái tham. Rồi người ta khen mình tu hành tốt cái mình mừng vui đó, mình trưởng dưỡng cái danh. Tất cả những cái điều đó mình tu tinh tấn thì mình ráng mình tu, mình nghe người ta khen mình cái rồi mình thấy mình tu coi như là mình tu gì người ta khen đó, mình trưởng dưỡng cái danh. Tất cả những cái điều này mình phải đừng có trưởng dưỡng cái gì. Còn Đức Thành hỏi như ta đã đoạn tận năm triền cái chưa? Năm triền cái là năm cái màn che đó. Tham sân si mạng nghi đó. Mình có là năm triền cái. Năm cái triền cái. Rồi Đức Thành còn hỏi ta có hiểu tri năm thủ quẩn chưa? Mình hiểu năm cái thủ quẩn chưa? Cái gì con? Con chấn được không? Được, con chấn ấy con. Có chuyện nó xéo nha con. Năm cái coi như là năm cái thủ quẩn thì mình có hiểu nó chưa, mình có thắt xuống nó chưa con? Hiểu được rồi, mới hiểu được mới được, chứ còn chưa hiểu được thì không được đâu con. Mình hiểu năm cái thủ quẩn mình vừa đó. Sắc thọ tưởng hành thức đó. Năm cái quẩn đó mình phải hiểu. Chứ bây giờ mình chưa hiểu năm cái thủ quẩn mình, coi chừng mình làm lạc nó chết rồi. Còn ở đây ông nói ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa, là mình đang tu đó. Đó, mấy câu đó đã con. Đức Phật hỏi là ta đã tu tập bốn chánh cần chưa? Đó thì mình cũng đang tu. Đang tu, nó ngăn ác việc ác đó. Con ít ít nói chừng chục tập rồi con. Ông hỏi nữa thầy, ta đã tu tập bốn như ý túc chưa? Bốn như ý túc chưa, tức là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, rồi định như ý túc, tuệ như ý túc, bốn cái đó. Đó là ý túc đó. Ta đã tu tập năm căn chưa? Năm căn là ngũ căn đó con, mắt bay của miệng căn ấy. Ta đã tu tập năm lực chưa? Năm lực đó là ngũ lực con, tính lực, tấn lực, tức là nói về năm lực. Thì con tu tứ bất hoại tịnh chưa nè? Con tu tấn lực, con tu tứ chánh cần chưa nè? Niệm lực là con tu tứ niệm xứ chưa nè? Nó tức là năm lực đó. Rồi con tu tứ định lực, con tu tứ thánh định chưa nè? Rồi huệ lực đó, con tu tứ diệu đế chưa nè? Nó năm lực đó. Còn ta đã tu tập bảy giác chi chưa? Thất giác chi đó. Tu tập thánh đạo tám ngành chưa? Bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó. Ta đã tu tập chỉ và quán chưa? Chỉ là quân và quán đó, là mình tu cách thức mình hướng tâm để cho nó ngưng các hoạt động đó. Chỉ và quán là mình tu quán tứ niệm xứ rồi đó, trên thân quán thân. Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa? Minh là giải thoát chưa, đó là tâm minh đó là. Thôi đó là để con hỏi thăm thầy cho biết sơ sơ vậy thôi chứ chưa tới tâm đó thầy. Nhưng mà nói chung là toàn bộ các pháp đó nó đều có một cái sự kết hợp nhau rất là chặt chẽ cụ thể. Ví dụ nó ngũ lực thì nó gồm trọn vẹn hết đó con.
À, nói ngũ căn là nói về phòng hộ đó. Nói về pháp phòng hộ thì trong đó nó gồm có độc cư, nó gồm có không đi nói chuyện, nó gồm có cái mà thức hội họp, đừng có thích hội họp, đừng có thích ngủ nghỉ, đừng có thích làm chị làm việc. Đó nó gồm đủ nó, một nó, Đức Phật nói một cái cho mình hiểu nó nhiều góc ở trong đó lắm. Thành ra cái bài đó là coi như Đức Phật gồm hết tất cả mà mình phải tu tập, nghĩa là mình tu thất giác chi nó sẽ có cái gì ở trong thất giác chi, mà nói về bát chánh đạo thì nó có cái gì pháp gì ở trong bát chánh đạo. Đến chừng sau đó con cũng hỏi thăm lại thầy nữa, đến cái đó rồi mới hỏi thăm thầy. Cho nên bây giờ mình đang tu nè, tứ chánh cần nè, tứ niệm xứ nè, thì nó nằm trong cái gì nó có. Cũng như bây giờ con thọ bát quan trai đó là con tu tứ bất hoại tịnh, giữ gìn nghiêm túc như Phật. Đó là tứ bất hoại. Hôm nay con nói với thầy để con thích là tịnh đó. Nhưng mà con chưa được gì hết á, con biết vậy thôi chứ con chưa có tu được. Bây giờ bắt đầu quá này, bắt đầu đó. Tức là mình thọ bát quan trai là mình tu tứ bất hoại tịnh rồi. Thứ nhất là mình sống y như Phật là niệm Phật đó. Cái thứ hai mình ôm pháp tứ niệm xứ tứ chánh cần mình tu, đó là mình niệm pháp rồi. Rồi mình giữ tám giới nghiêm chỉnh, đó là mình niệm giới rồi. À, thấy không? Niệm tăng đó, mình sống, mình độc cư, mình không có nói chuyện với ai hết thì nó hòa hợp rồi, niệm tăng rồi. Bởi vì mình nói chuyện là nó không hòa hợp đâu, nó quay trái ý. Còn mình không nói chuyện tức là hòa hợp. Tức là niệm tăng đó. Mà mình vô, mình thọ bát quan trai rồi thì đâu có ai nói chuyện với mình. Do đó là mình hòa hợp hết chung. Người nào cũng như người nào. Con thọ bát quan trai tự con á nè, con viết cái bản để lên cái mấy ông lại mấy ông thấy ông đi hết rồi. Đúng là hòa hợp tăng rồi đó. Không có phân biệt cái người này nói chuyện mà người khác không nói chuyện. Cho nên nó hòa hợp. Mình thấy cái hạnh của tăng nó hòa hợp là cái chỗ độc cư. Tức là để cái bản lên thì hòa hợp tăng bình đẳng như người nào, chẳng có nói chuyện riêng ai. Đúng là giải thoát. Con thấy ở đây con thấy thích quá. Bởi vì mình tu đúng đó con, mình tu đúng mình thấy an lạc lắm. Nhưng mà cái người nào không thích tu họ thấy buồn. Họ thấy buồn mà chạy đi nói chuyện hoài mấy người đâu tu. Thầy nói không biết cái đời nào mà tu cho nó rồi. Thầy để con ráng con lo, nếu mà con có gì nhờ thầy nhắc dùng như vậy. Được rồi, thầy đi thầy sẵn sàng thì giúp mấy con đó. Mà tu cho nó được. Chứ không có gì hết. Thầy đã đi qua rồi thầy biết. Phải làm như thế nào thầy biết. Mà hễ thầy dạy gì thì con cứ lật trong kinh sách Phật y chang, không có cái gì mà thầy dạy sai. Đọc cứ đọc lại kinh nguyên thủy rồi mày còn thấy thầy nói không có thật. Bởi vậy thầy nói đúng trong kinh mà. Không có ai mà nói gì thầy được. không có bác thầy được gì hết. Bởi vì Phật sao thầy dạy vậy. Vì thầy cũng tu vậy, thầy cũng làm được vậy mà thầy được giải thoát. Bây giờ thầy muốn tất cả mọi người cũng được như thầy. Vì vậy mà những cái gì mà thầy dạy thì không sai của ông Phật. Thành ra hôm nay cũng không có ai nói gì hết thầy. Không ai nói gì. Vậy thì thôi thầy. Thôi con. Thầy hôm nay con bớt hồn rằm nè. Nghe theo lời thầy chỉ đó nè. Con cũng có thêm một vài cái trường hợp mà cái đặc tướng của con như thế nào đó, con cũng uyển chuyển một chút mà nó không phải nó không trầm thường, năm ba bữa nó mới có một bữa chút vậy đó, nhưng bữa nay thì bớt nhiều, nó con thấy nó giảm nhiều lắm, ra con mới xuống con hỏi thăm thầy, con cho thầy hay gì đó, còn con một thiền thì nó chỉ yên tĩnh, cũng bớt phóng tâm. Nhưng mà nó có lúc con ngồi cả tiếng đồng hồ mà không có gì, nhưng mà mình có gì thấy nó buồn tiền. Phải rồi, đúng rồi, không có nên ngồi nhiều. Bởi vì ngồi nhiều thì nó có cái trạng thái tưởng nó xen vô, mình đâu có hay. Nó yên lặng là nó dễ xen lắm, tức là nó lộ ra cái tưởng là dễ. Như vậy mình cứ tiếp tục ngồi hay là mình còn có cái cách nào không? Mình có những cái phương cách mình tu như Đức Phật dạy nó để cho cái thời gian nó được thu ngắn lại. Tức là cái tu theo cái pháp thân hành niệm đó,
nhưng mà nó mình phải tu theo cái sức của mình thôi. Khi mà nó được cái sức tỉnh gì dậy rồi thì mình rất sợ là khi mình ngồi lâu đó nó sẽ kéo dài, nó lọt vào cái định tưởng. Còn như không có định tưởng thì ngồi lâu được không? Mình bởi vì cái định tưởng khi ngồi lâu thì bị định tưởng à, luôn luôn nó luôn luôn như vậy. Bởi vì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất khó, giai đoạn ly dục ngã pháp. Khi mình ly dục ngã pháp được phân nửa thì nó hay có cái trạng thái tưởng nó ra, nó hay có cái trạng thái tưởng. Vì vậy cho mình ngồi yên thì nó dễ vô lắm, cho nên buộc lòng mình phải động thân hoài. Cho nên có cái phương pháp thân hành niệm đó, mình tu trên cái thân hành của mình. Thì cái trong cái bài mà A Nan Nhất Dạ Hiền đó, một đêm làm thánh hiền đó, thì trong cái bài mà A Nan Nhất Dạ Hiền thì quá khứ không tri tìm, vị lai không hư vọng, tức là nói về cái tâm mình nó về cái niệm mà khởi về quá khứ thì không có cho nó khởi. Vì cái phương pháp thân hành niệm nó làm cho cái niệm nó không có khởi quá khứ, nó không có khởi ra được. Cho nên nó quá khứ không tri tìm, tức là nó không có khởi cái niệm quá khứ. Vị lai không hư vọng, tức là cái niệm mà về vị lai nó cũng không có, mà nó chỉ có cái niệm hiện tại thôi, chỉ có cái hiện tại. Mà hiện tại thì tệ quán chính là đây, tệ cái trí tuệ mình quán chính ngay nơi cái hành động của mình, hành động thân hành niệm đó, thì chính là đây, chính là cái nơi chỗ này. Cho nên vì vậy nó cái hành động của mình đó, nó cứ động tới động lui, thân nó cứ động tới động lui cho đến luôn cả cái hơi thở nữa, mà đều không có một cái hành động nào nó kéo dài thật dài đó, cũng như đi không vậy đó, đi kinh hành không thì cái hành động nó dài. Cho nên khi mình đi chừng 5-10 bước thì mình đứng lại, rồi cái mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống thì cái hành động co chân ngồi xuống, để tay rồi hít thở mấy hơi thở, rồi cái đứng dậy đi kinh hành một vòng, rồi trở lại đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi cứ như vậy đó. Ở trên cái hành động như gọi là thân hành niệm. Mình cứ làm sao mà cho nó tỉnh thức luôn luôn. Nó tỉnh thức, nó đi như vậy là nó tỉnh thức luôn luôn, không bao giờ nó có bị không trần xen vô được. Mà khi mình đi vậy đó, mình chú ý kỹ trên từng cái hành động đó, thì cái những cái niệm quá khứ với cái niệm vị lai nó không có nữa. Nó không vô, nó chỉ còn cái niệm hiện tại trên hành động thôi. Vì vậy mà một đêm làm thánh thì được, tức là nó không phóng dật, nó không dật luôn. Nó có mấy cái chuyện mình cứ ngồi nửa tiếng thôi, rồi bắt đầu đó mình đi kinh hành. Mình đi, ví dụ như mình đi thì trong cái giai đoạn này mình tu tập có thể mình đi chừng nửa tiếng thôi, chứ đừng đi hơn. Rồi trong khi đó mình thực hiện cái pháp mình đứng lên ngồi xuống, năm hơi thở 20 bước, cái sức của mình nó tu tập được bao nhiêu, mình tập được ra. Vì cái đó nó mình đứng lên ngồi xuống nó cũng mệt mỏi mình lắm. Nên là mình đứng tu theo cái sức của mình thôi, lần lượt nó quen rồi tăng dần lên. Thì trong khi mình tu vậy đó, mình tu một kỹ lưỡng miên mật vậy đó, tức là nó không khe hở đó, thì lúc bây giờ đó thì nó cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó làm cho mình thấy thích tu cái pháp đó, tức là thú thích đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống mà nó tỉnh mơ trên cái pháp đó. Rồi bắt đầu nó cái khinh năng giác chi nó hiện lên, thất giác chi nó xuất hiện ra, khinh năng giác chi nó xuất hiện làm cho cái thân mình an ổn. Tuy đứng lên ngồi xuống vậy mà nó an lạc lắm, nó làm cho thích lắm. Do đó thì cái hỷ giác chi nó xuất hiện đó, nó làm cho mình quan nghĩ trên cái hành động tu đó. Rồi bắt đầu cái niệm giác chi nó xuất hiện, cứ sức tỉnh nó cứ luôn luôn nó trên cái hành động, nó nhịp trên hành động luôn, mình làm cái gì nó cũng biết đó nha. Thì cái niệm giác chi nó xuất hiện, mà nó cái niệm giác chi nó xuất hiện rồi thì bắt đầu cái định giác chi kế đó nó xuất hiện. Cái định giác chi nó xuất hiện thì luôn luôn lúc nào cái tâm nó cũng định ở trên cái thân con làm cái gì thì nó biết liền, làm gì nó biết liền. Vì nó định trên thân thì cái thân con hoạt động cái gì nó biết, nó biết liền cái hành động nó, mà khỏi cần phải nhắc đi. Rồi cái xả giác chi nó xuất hiện để nó ly dục, ly ác pháp hết. Cho nên cuối cùng thì mình tâm không muốn dẫn ở bên ngoài, ai làm gì làm hoàn toàn nó cứ luôn luôn ở trong thân, cái tâm ở trong thân. Nên còn con tu tập cái đó lần lượt nó vô. Rồi ví dụ trường hợp đó mình tu mà không có nghe tiếng động hết thì lúc nào? Khi mà cái tâm nó quay vô rồi mà nó định vậy đó, nó định vô thì cái tâm nó, Đức Phật nó được định tĩnh, tức là nó định tĩnh. Cho nên cái hành động của mình đưa tay vậy cái nó tự nó biết cái đưa tay. Mình đưa tay gì nó biết cái hành động của mình là nó định tĩnh, mà nó định tĩnh thì cái tâm nó nhu nhiếc, con nhắc cái gì cái nó làm, nó nhắc cái gì nó làm, nó nhu nhiếc, nó mềm mại lắm, nó dễ sử dụng lắm, dễ cái tâm mình dễ xài. Thì lúc bây giờ đó con mới nhập cái gì thì con diệt thầm tướng, ai con còn nghe nữa, chừng đó mới nhập được. Cái tâm mà nó nhu nhiếc, nó định tĩnh rồi, nó nhu nhiếc rồi nó mới nhập được cái gì thì chứ còn lơ mơ nhập được.
đó, tới đó rồi nó mới nhập vô. Nhập vô cái thái, trạng thái sơ thiền trước khi đó nó làm sao? Cái trạng thái sơ thiền trước khi nó sơ thiền đó thì nó ly dục cái ác pháp thì con thấy nó thanh thản, an lạc và vô sự, nó không có cái niệm gì hết. Thì con tu ở trên cái thân hành niệm đó, cái thân hành niệm con tu trong cái hành động con đứng lên ngồi xuống đó, thì nó khi nang giác chi, hỷ giác chi, tinh tấn giác chi, nó hiện ra đó là cái trạng thái sơ thiền đó. Nó đủ hết bảy chi của nó là cái trạng thái sơ thiền thôi. Rồi cái trạch pháp giác chi là cái trạch pháp giác chi, cái giác chi mà nó xuất hiện cuối cùng đó, là con nhắc cái gì nó làm cái đấy là trạch pháp giác chi nó xuất hiện, tức là nó dâng lên con hết. Con muốn cái gì đó là cái trạch pháp đó, cái đó là trạch pháp, là chọn cái pháp mà cái tâm con nó chọn, tức là nó muốn, nó muốn bao giờ con muốn nhập gì thì nó con bảo diệt tầng tứ nhập cái nó, cái trạch pháp giác chi nó xuất hiện cuối cùng hết rồi, mà nó xuất hiện đó, thì con vừa muốn cái đó cái nó vô, gọi là trạch pháp giác chi, tức là cái pháp bồ đề rồi. Ý mình muốn nó thuộc về bồ đề, muốn cái nó thành cái giải thoát liền theo cái chủ động của nó. Cho nên trạch pháp giác chi, cho nên trong cái bãi giác chi á, cái người học giả họ không biết, họ nói trạch pháp giác chi là ở đầu, cho trạch pháp giác chi là cuối cùng, định giác chi, xả giác chi rồi mới trạch pháp giác chi. Như vậy tôi bây giờ đang ở trong cái thất giác chi ở trong, coi như là mình thực hiện thân hành niệm là đi vào để mà tiến mới, vào trở thành mới bước vào thất, mới bước vào thất giác chi, tập luyện để mà bước vào thất giác chi, thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện trước, nó làm cho mình siêng năng ở trong cái hành động đứng lên ngồi xuống, cái thân hành niệm nó làm cho mình siêng năng, nó làm cho mình nó mình tu tập mà mình thấy không có lười biếng nữa. Chứ còn khi mà nó chưa có, nó còn thấy đứng lên ngồi xuống hơi nó muốn nghỉ, nó lười biếng lắm. Đúng rồi này, nó lười biếng, nó làm biếng lắm. Có nhiều đêm con bị mũi này thì con lỡ bụng này, bỏ bụng để đi lên xuống thân về, nhà con đi lên xuống như thầy nói này thì mới được, chứ còn không thì dở một vô chung ra cực quá, cực thôi còn dở một bỏ. Rồi bắt đầu cái đứng lên ngồi xuống tu theo thân hành niệm đó, thì mũi nó đeo con không kịp nữa. ví dụ trường hợp đó mình ví dụ mình kéo dài thời gian một xíu được không? Được. Làm sao? Ví dụ cái tâm thấy yên lặng á, nó không có ồn trầm, không có lưu thông nữa, có thể thêm 5 hơi thở được. Được, sau đó là mình cứ giữ đúng thôi. Còn bây giờ mới đầu đó mình nó ấy mình nhờ. Thành ra cái nó rất tiện con, để thầy được. À rồi, anh kêu con hỏi đây. Còn con đi kinh hành đó thầy, mặc dù trước khi con đi cho con khá ý, tôi đi nhưng mà sao con đi đó con vì nó quen, ví dụ mà con tác ý theo hơi thở đó, con ngồi cũng tác ý, ngồi chơi cũng tác ý theo hơi thở, cái rồi đi sao nó cũng biết đi vậy, nhưng mà sao nó cứ theo hơi thở hoài như vậy, thì mình theo cái nào à, con nên theo cái bước đi để mình đi, mình cắt ra đừng có cho nó đi mà nó biết hơi thở. Mà đi thì nó trên biết bước đi thôi. Để cho nó cái phần nào nó ra phần ấy, nó tỉnh thức trên mọi hành động, mà hành động nào thì nó rất bị tưởng á. Còn nó mà nó trở thành cái thói quen nữa, nó quen, cũng như bây giờ con quen hơi thở, con đi nó vẫn biết hơi thở là tại thành nó quen hơi thở, cho nên cái đó nó trật. Mình sợ nó hỏi thăm thầy sớm thì nó thành thói quen, nó bỏ khó. Nó quen bỏ khó. Đó, cho nên vì vậy mà hay là cái chỗ thân hành niệm là bây giờ mình đi thì mình biết đi, mà mình đưa tay thì mình biết đưa tay, mình xách cái gì lên thì mình biết xách cái đó lên, chứ mình không còn nhớ cái hành động khác. Nó hành động, cứ cái hành động nào đó trong cái hiện tại của nó, cứ nó làm cái gì hiện tại nó thì nó xuất phát ra. Còn hơi thở mình thì coi như là chỉ có duy nhất có ngồi lại thì biết hơi thở thôi. Còn nếu mình không có ngồi á, thì tức là đi thì hành động nào thì phải theo hành động đấy. Anh nói như vậy nó rõ ràng lắm, nó cụ thể mà nó tỉnh thức từng hành động, nó mới đúng là cái sự tỉnh thức. Còn bây giờ mình vừa đi mà mình lại tỉnh thức ra nên cái hơi thở của mình, như vậy là mình bị cái thói quen của hơi thở. Nói chung là mình làm cái gì mình biết cái đấy. Mình làm cái gì biết rõ cái đấy, cái hành động đó. Cái gọi là thân hành niệm đó. Cái pháp nó tuyệt vời lắm. Cho nên đầu tiên mà thầy dạy mấy con vô, thầy dạy trong sách là dạy bảo các con tu tập thân hành niệm. Thấy không? Nhưng mà thật sự mấy con tu tập năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, các con làm các con thấy nó sao nó nhọc nhằn quá, cực, các con sạch sơ bỏ. Phải không? Nhưng hôm nay thầy quay trở lại. Các con tập cái thời gian nó thuần mấy kia rồi bắt đầu quay trở lại thân hành niệm, nhất dạ hiền con, cái bài pháp tiểu vời Phật.
chứ nó không phải là cái thứ lơ mơ đâu. Vì vậy thì nói chung lại là tất cả mọi thứ gì đó nó gom chỉ có bao nhiêu đó thôi. Có bao nhiêu đó thôi. Chứ không có nhiều. Không có nhiều. Nói là lu bu vậy đó. Dạ, dạ. Đó là cái như hàng đào. Đó để thôi. Chứ gom lại chỉ có cái thân hành niệm thôi. Bởi vì thân hành niệm nó nằm ở trên tứ niệm xứ. Vì tứ niệm xứ nó phải có hành động, nhờ cái hành động đó mà mình mới khắc phục được hôn trầm trì miên, vô ký cho đến loạn tưởng, nào vọng tưởng, thiện ác gì đều là quẹt sạch ra. Thế này còn mình ra ngồi thiền nữa mà cái tâm mình nó phóng dật thì nó đó thuộc về tâm phải không? Thuộc về tâm. Cái đó là được. Mình cắt nó bằng cách nào? Cái mình đang ngồi thiền mà nó phóng dật đó thì đó là ở trên cái pháp nào? Nếu là mình ngồi thiền mà đang tu ở trong cái tứ chánh cần, mà thì tứ chánh cần thì nó có pháp bốn cái pháp định. Cái định niệm hơi thở mà nó khởi ra thì tức là ở trên đó mình phải dùng định vô lậu mình quán mình đuổi đi. Còn nếu mà mình tu tứ niệm xứ thì tác ý đuổi đi chứ không có quán nữa, mà chỉ có cái tứ chánh cần đó mình mới quán thôi. Ví dụ như con đi kinh hành mà cái niệm nó khởi ra thì con đi như vậy, chứ con đưa cái niệm nó ra con quán xét cái niệm đó là con tu tứ chánh cần, tức là ngăn ác mà diệt ác đó. Còn nếu mà tứ niệm xứ thì đẩy lui chướng ngại pháp chứ không có quán nữa, nó không có dùng định vô lậu nữa. Ví dụ mình đang ngồi thiền phóng tâm nó vô thì mình cứ đuổi nó đi. Đuổi đi, tác ý đuổi đi. Mày là ái kiết sử, mày là hữu tham kiết sử, mày là dục lậu, mày là hữu lậu, hoặc là mày là nhân quả gì đó, tác ý cái đuổi đi liền. Chứ không có quán, không có quán, không có tư duy suy nghĩ. Nó khác hơn cái tứ chánh cần. Thứ cái này tứ niệm xứ trong khi đẩy lui chướng ngại pháp thôi. Bây giờ thì mình đang tu tứ niệm xứ. Mình đang tu tứ niệm xứ đó, thành ra mình tác ý thôi. Cũng như hôm rày con cũng ngồi mà sao nó không có thấy đau. Nó không vô được. Con lưu ý hai cái nó phóng tâm, nó phóng tâm. Nó vừa tán vô mà con vừa tỉnh thức ở trên bộ thân thọ tâm pháp con á thì nó văng liền con khỏi lần tập. Nhưng mà nó lại lôi con, nó tức là nó hiện ra cái hình tướng rồi. Thì tức là nó đã xâm nhập vô rồi, thì do đó mình tác ý liền đuổi ra. Thì giờ trở lại tâm thanh thản hoàn toàn. Không? Còn tất tứ thân niệm hành niệm thì coi như là con cá nát nó luôn, nó không có vô được đâu. Còn ví dụ mình đang ngồi thiền mà mình đang ví dụ mình đang tác ý đó là tầm phải không? Tầm á, tốt rồi đó. Cái mà mình tác ý là cái tứ của nó rồi. Mình đang ngồi thiền vậy, mình tác ý, mình nhắc tâm cái thanh thản an lạc vô sự, nó là mình tác ý để mình dẫn tâm mình nó đi vào chỗ đó hoài hoài. Còn cái suy nghĩ này kia nữa. Cái suy nghĩ là tầm. Mà mình còn suy nghĩ trước khi mà mình tác ý, mình có cái suy nghĩ chút chứ thầy. Cái đó là mình cái lựa cái câu nào nó có hợp cái đặc tính đó, thì cái đó là tầm rồi mới tứ. Tầm rồi tứ. Trong lúc mà mình đang chưa có được sơ thiền là tầm tứ đó. Mình còn tu trong tầm tứ. Tầm tứ phải lấy tầm tứ mà tu. Cho nên mình tầm rồi mới tứ. Tứ tức là an trú trong tầm thiện đó. Cái bài song tầm đó là con chọn lấy cái tầm thiện nhá. Rồi bắt đầu cái bài an trú tầm đó thì con tác ý con đuổi đi. Con hiểu không? Hai cái bài kinh Đức Phật dạy, bài an bài song tầm với bài an trú tầm đó. Mình luôn luôn mình sống trong hai bài kinh đó, là hai cái bài thực hành mà. Thực hành ở trên cái các pháp Phật dạy. Để cho mình biết cách thức mình tu. Con chỉ hỏi thầy bao nhiêu đó thôi để cho con về con tập. Vì con tập thì đúng rồi. Con sợ nó không đúng á, nên là con Cứ hỏi lại, cứ khi nào mà tập không đúng cái tập cái gì mà không đúng hỏi lại. Bây giờ thầy nếu mà thầy có cái gì cái trong cái lúc mà con tu đây đó thầy hiểu rồi thì thầy có sơ sót cái gì nhắc con. Rồi được rồi, thầy sẽ nhắc cho. Nó đi bây giờ này đúng. Bây giờ con tập thêm cái pháp thân hành niệm. Con tập tứ niệm xứ rồi, con ngồi con giữ tâm thanh thản, con đuổi chướng ngại pháp ra nhé. Rồi con tập thân hành niệm. Như thế nào? Con tập, ví dụ như năm hơi thở, con hít thở, năm hơi thở, đứng dậy đi kinh. Có, này, con có tập với nó ông rà nè. Bắt đầu thường chưa, con tập được mấy phút? 10 phút, 20 phút chưa? Con tập tới nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi hả? Yeah. Con tập cực kỹ, con tập không có cho nó, con hoàn toàn phải cho nó biết từng cái hành động của nó, đừng có lướt qua con. Ví dụ như bây giờ con tập nha, con ngồi xuống thì hai cái chân con co xuống, con lưu ý cái hai chân co xuống, cái con ngồi xuống cái đít con đụng đất rồi không, con cũng lưu ý ha. Rồi bắt đầu cái chân con co lên thì hai gì cái chân co lên thì con dán cái y. Nhưng mình cứ theo dõi từng cái hành động cho kỹ đó mà. Con tu ít mà chất lượng cao nó sẽ đạt. Con tu tới nửa tiếng đồng hồ nó nhiều sợ nó không kỹ á. Như vậy thì không kỹ thầy. Kỹ cho thiệt kỹ. Không giống như thầy nữa. Kỹ thật kỹ mới được con. Kỹ thì chắc 5-10 phút rồi. Con nghe cái bài thân hành niệm Đức Phật bảo mình tu nó phải kiên cố, nó phải như cổ xe, nó phải như căn cứ địa đó. Phải kỹ lưỡng lắm đó.
cái pháp đó nó phải kỹ chứ, không kỹ nó lướt lướt qua không được. Rồi thầy nhắc nhở là tập kỹ chứ để đâu con tu lướt qua cái nó không có chất lượng. Là tu nó kéo dài hoài thì giờ mà nó không có chất lượng đâu. Ta là tu ít, tu chừng con tu thí dụ như tu chừng mấy phút thôi mà cái chất lượng nó cao, nó có kết quả. Mày lâu lâu làm lại, lâu lâu làm lại. Chất lượng cao. Con về tập lại cái pháp đó kỹ rồi thầy lần lượt thầy hướng dẫn lần lần cho nó chính xác cái pháp này thì nó sẽ đi tới. Bởi vì mình tu cái gì tu tới chừng nó phải trở về cái pháp này mà đi vô đạo. Hôm nay con thấy con bớt con tập nhiều rồi, con tập bớt lại nhưng mà rồi mình bớt như vậy đó rồi mình tiếp tục hay là mình phải có tu cái gì khác nữa không? Có chứ, có những cái phương pháp khác nữa chứ còn chứ không phải là mình chỉ tu có nhiêu đó, mình còn những cái pháp tới cuối cùng những cái pháp nó sốt sáo để cho nó xuất hiện bảy cái giác chi nữa. Dạ, để ví dụ trường hợp đó nó xuất hiện là lúc nào nó xuất hiện này? Khi mà cái sức là cái sức mà định tĩnh thì nó sẽ xuất hiện đủ bảy giác chi, còn mình mới có tỉnh giác mới tỉnh thức á thì nó mới xuất hiện chừng khoảng độ 5 hay là 3 cái giác chi thôi, nó không xuất hiện đủ. Còn khi mà cái tâm mình nó định tĩnh được rồi nó mới xuất hiện đủ, mà nó định tĩnh phải suốt cái thời gian định tĩnh của nó, cho nên mình định tĩnh nó mới trong một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ thì nó chưa xuất hiện đủ đâu, nó phải 12 tiếng đồng hồ là nó mới xuất hiện đủ. Cho nên trong cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền đó, tức là một đêm làm thánh hiền đó, thì nó mới xuất hiện đủ. Cho nên căn cứ vào cái bài đó mà mình biết rằng Đức Phật đã xác định được cái thời gian mà cái khi mà cái tâm nó bắt đầu định tĩnh á thì nó phải kéo dài cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ, tức là một đêm. Yeah. Theo con nghĩ thầy, bây giờ con tu tập để cho nó hết hồn trầm rồi đã, rồi chừng đó mình phải tu tập những cái gì mà giống như nãy giờ thầy nói. Đúng rồi. Con nó hết hồn trầm bởi vì nó đang hồn trầm đó. Lúc nào nó mới hết thầy. Nó mình tập cái vừa với sức của mình, đừng có tập quá sức nó không bị hôn trầm. Mà tập vừa sức của mình, tập đúng pháp, dẫn dắt tâm mình đúng cách thì nó sẽ hết. Nó sẽ hết. Rồi sau đó khi mà nó hết á, thì lúc bây giờ đó mình muốn tăng cái thời gian lên dài để cho cái sức bình tĩnh á, thì mình sử dụng pháp khác. Chứ không phải cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ mình tu định niệm hơi thở, thì nó có 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Thì mình tập dần lần lượt từng cái đề mục của nó để cho nó viên mãn từng cái đề mục của nó, cho đến khi mà cuối cùng thì mình thấy rằng cái thời gian mình tu chỉ 30 phút hay 1 giờ thôi chứ được tăng lên. Và mỗi thời mình tu trong một lần hoặc là 2 lần thôi chứ không tu nhiều. Mình tu quá sức của mình nó cũng bị hôn trầm nữa, cho nên mình tu vừa sức của mình thì không bị hôn trầm. Như vậy thì con đã cho nó hết hồn trầm rồi mới tu theo định. Đúng rồi, nó bây giờ con tập mà hết hồn trầm á thì nó có những cái cách thức tập, ví dụ như mình tập tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác đó, mình đi kinh hành nó cũng hết, hoặc là mình dẫn dắt cái tâm của mình trên cái hơi thở mà giới vừa với cái sức của mình thì nó cũng hết, chứ mình quá sức là bị nó bị hồn trầm. Giờ không đại con tập theo cái ý của thầy á, thì ví dụ như lúc nào bị hồn trầm nhiều nặng á, đi con ngồi thì năm hơi thở đi dọc lúc nào mà nó bớt á con ngồi dài hơn. Được, con tập vậy là khéo léo á. Yeah. Nghĩa là nó không bớt, nó không có thì mình ngồi nhiều. Yeah. Còn nếu mà nó có thì mình năm hơi thở đi kinh 1-2 bước. Yeah. Cứ như vậy để cho mình phá, làm cho riết cho nó hết. Yeah. như vậy ví dụ trường hợp mà đến cái lúc mà nhập vô sơ thì nó còn hồn trầm hết, nó định tĩnh rồi nó đâu còn. Bây giờ như dục lan pháp nó định tĩnh, nó không còn tham sân si thì tức là si nó hết thì hồn trầm nó hết rồi con. Yeah. Tới chừng mình cho nó ngủ là nó ngủ ngon, nó không có ngủ được mậy rồi mà. Yeah. Không có si nữa. Lúc này con ngủ thấy được lắm này, ví dụ như lúc nào ngủ
lúc nào muốn thức là thức à. À, cái đó là nó tốt rồi đó. Để với con không tập là không ngủ trưa nữa. Bởi vì ngủ trưa nằm xuống ngủ, nằm xuống mình nói là mình không ngủ, nhưng mà nó ngủ hồi nào không ngủ rồi nó ngủ mê này, nó ngủ bây giờ nóng á, thành ra ngồi thì khó ngồi, khó ngồi, thành ra tại sao con bỏ không ngủ, không tốt, để cho tối mình ngủ mê là tối ngủ đúng giờ, đúng giờ con chẳng ngồi, có khi thức sớm hơn rồi. À, con thấy nó bây giờ cái hôn trầm của mình nó cũng lui dần, nó giảm dần, là mình thấy có tiến bộ. Dạ, có giảm nè. Là mình tiến bộ. Con vừa giảm tu theo cái lối của thầy nói là mà thở đó, vừa giảm bởi vì nó còn á. Nó còn nó sẽ phá mình. Mình sợ nó tái đi tái lại. Là con muốn trừ tiệt cái hôn trầm. À đúng rồi, con vậy là con có tu kỹ, tu hoàn toàn tu kỹ. Coi như là mình phải cho tỉnh thức hoàn toàn. Dạ. Thì nó có những cái phương pháp mình tập. Mình tập tức là năm hơi thở, mình đi kinh hành đó, mình đi một cái chánh niệm tỉnh giác đó. Mình phá nó. Như bây giờ đó, con cũng đang diệt trừ mấy cái kiến sử này. Kiến sử là như là cái chuyện này. Đúng rồi. Cái đó nguy quá. Đúng rồi. Cái lúc mà mình ở trong thất á, thì không có sao. Nhưng mà gặp tiếp viên ra ngoài cái nó trở lại như nó sống là như khi có khi tự mình nó cũng phóng ra thành ra con phải diệt cái đó trước. Đúng rồi, con cái đó là cái ái kiết sử nó nặng lắm. Ái kiết sử là như rồi cái năm thiện cái này tham sân si mạn, con tu tập như vậy được được không? Cái đó là cái chính cái gốc mình phải đi vô. Con nghĩ đúng rồi. Bây giờ mình còn thiện xảo để cho mình quán xét, để mình xả cho được. Khi nó đến thì mình xả, chứ đừng có chấp nhận theo nó. Xả, còn bây giờ nó đến, mình mỗi lần nó đến xả riết, xả riết con quán xét, rồi con xả. Xả, xả riết. Xả riết thì nó sẽ thanh tịnh. Thấy hôm nay cũng bớt nhiều đó. Nó bớt. Con nếu mà bền chí mình tu tập vậy là nó sẽ hết. Chứ còn mình ấy, khi mà nó khởi rồi cái mình tiếp thì nó vui. Nó vui lớn đi. Còn mình xả tức là mình không có nghe theo nó được. Buộc lòng nó phải tiếc, nó thưa dần, nó chết. Cái nào mà nó nghịch với mình phải bỏ. Nó là mình dùng cái vô lậu để mình xả cho hết. Quán tư duy suy nghĩ mình tu. Thân mình còn có một hai ngày nữa. Mà ở đây nghĩ nhớ thương tiếc là gì. Tất cả đều bỏ hết. Thì như vậy là mình nghĩ như vậy là mình sẽ xả được. Chứ còn nếu mình không nghĩ đúng thì nó làm cho cái tâm của mình nó sống lại những lần cái kiết sử đó. Chứ thấy cái tuổi mình cũng lớn rồi đó thầy. Mỗi một ngày mà nó chờ chiều xuống mình thấy buồn hết ngày. Sợ nó không kịp. Mất cái gì không kịp. Dạ con cố gắng dữ lắm thầy. Đó là cái cố gắng đó là cái cố gắng đúng rồi. Thấy một ngày qua nó mất đi mình một ngày mình sợ buồn. Cho nên vì vậy mình cố gắng hàng phục những cái ái kiết sử, những cái tâm niệm của mình, thế gian. Mình cứ ngăn chặn, mình diệt, biết nó hết. Nó không phải là một cái chuyện mà tập trong một hai ngày, mà nó đòi bền chí. Nó cứ hiện ra, rồi mình cũng thấy nó thưa dần. Thấy có thưa. Thành ra vì vậy mà mình thấy mình vui. Mặc dù lớn tuổi rồi nhưng mà thấy có kết quả. Còn hỏi giống như mấy người trẻ. Đúng vậy đó. Chính vì cuộc đời của mình đã trải qua một cái nhiều quân vào nhiều quá. Bây giờ mình xả ra cũng từ đâu chứ không phải là mình ngồi được. Thì vì vậy mình thấy mình có nó làm có giảm bớt thì đó là cái kết quả của mình. Chứ còn mình tội quá đó thì có khi gấp quá cái nó dấp nó ức chế. Hay nó gấp quá là mình bị ức chế. Mình... nó phản công lại. Tôi bằng công lại nó làm cho mình rối. Ở đây còn thấy mấy người vô dạo vàng đó, bung ra liền. Cũng như sư Vũ Quán hôm đó, với sư Hiệp, hai ông sư nhỏ nhỏ đó, với ông sư già vàng, vô dạo vàng quá. Ôn pháp chặt đánh nó, cái nó phản công lại chịu. Phải từ từ mình lột ra, bằng đại nó được đó. Chứ mình tu tập từ lâu đến giờ mình tu mình ức chế mà mình chưa có xả nữa.
rồi mình vô mình lại ôm pháp mình thức chế lần nữa thì nó phải hoàn công. Cái trường hợp đó là phải là quý sư quý thầy cũng muốn tu giải thoát nhưng mà không thiền xả, không thiền xả. Cho nên lần lượt mình tu tập thấy cơ thể của mình nó an ổn được với cái môi trường nó mạnh khỏe đó không? Yeah. Thầy thấy con bây giờ nó đỡ hơn hồi mới về đó. Thầy đỡ thầy, thấy đỡ. Tại vì nó nghe con cũng có uống sữa giống của thầy. Vậy đó con, chứ sao lắm. Yeah. Tốt thôi. Trong lúc ăn đó thầy ăn rồi, thấy đỡ. Cứ mình như vậy là mình cho nó được cái bồi dưỡng được cái cơ thể mình ăn nó khỏe mạnh mà tu. Chứ còn mình nếu mà ăn khô khan quá thì chắc chắn là mình tiêu mau. Yeah. Vì nó không có cái chất bột già rồi. Già rồi không biết nó mất xuống 1 kg là mình lấy khó. Thầy vừa rồi thầy mất 5 kg đó. Rồi mấy bữa nay lấy lần được đỡ. Thầy như vậy thầy đây. Thầy có ngồi thiền trong lúc mà tối rồi để lấy được. Nên nhờ đó phục hồi thôi. Chứ còn không có thì chắc đi luôn. Mà thầy nhất là buổi khuya thầy ngồi. Mà thầy có ngồi cái lúc mà sơ thiền, nhị thiền. Không thể ít có vô nhị thiền lắm. Bởi vì nhị thiền thì có những nhập định. À, mình ngồi ở trong cái sơ thiền, cái tâm bất động để cho mình tác ý, mình phục hồi những cái tế bào của mình cho nó tư dưỡng, nó sống. Cái đó là thay ngồi nhập sơ thiền để giữ cái tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. À, thay vì mấy con tu thì nó còn cái niệm nó phóng dật. Nó phóng là còn thầy thì nó hết. À. Cho nên thỉnh thoảng thì tác cơ thể nó phục hồi lại, sức khỏe. Giữ yên lặng tự nó phục hồi lại. Nó nhờ cái sự yên lặng nó phục hồi. Nhưng như vậy thì mình lâu lâu tác ý để mình dẫn cho nó phục hồi. Chứ không tác ý không? Nó, mình không tác ý thì mình ngồi đó nó cũng dẫn, nó cũng phục hồi chứ không phải không. Nhưng tác ý nó mau hơn. Làm sáng hôm sau mình làm việc. Còn nếu mình ngồi đó mình phục hồi đó thì ngày nay, ngày mai, ngày mốt mình ngồi liên tục những ngày nào giữ tâm thanh thản bất động như trong sơ thiền á. Thì nó tự nó phục hồi khỏi rồi nhé. Nhưng mà phải có cái thời gian dài. Mình nhắc cho nó phục hồi mau đó, hôm sau mình làm. Mình làm rồi nó tiêu hao rồi mình ngồi lại mình phục lại nữa. Cũng như mình sạc điện tiền. Nhưng mà mình phục hồi là mình chỉ ngồi sơ thiền. Mình ngồi sơ thiền đó. Còn nhập định thì kể như là nó coi như là thân của mình hoàn toàn nó bất động. Để ngoài đó chắc mấy cô nghe. Như vậy thì ví dụ mình ngồi nghỉ thiền là nghỉ tập được. Không, mình ngồi nhị thiền nó tức là tầm tứ mình còn, nhưng mà nó tâm mình nó thanh thản an lạc. Mình không nghĩ thì nó thanh thản an lạc, mình có nghĩ thì nghĩ thiền chứ nghĩ ai. Còn âm thanh này. Âm thanh nó ở ngoài nó tác động mình nghe thì mình chẳng nghe chứ không ra. Còn mình việc tầm tứ nó hết nghe rồi. Nó không nghe, nó không gì hết. Cái thân của mình nó gần như là 6 cái thức của mình, mắt tai của mình không biết, không hoạt động. Mà trên trong thân thấy ở đâu không nhớ rõ mà em nói là tầm tứ không còn, tầm tứ diệt không, bởi vì nó diệt tầm tứ nó mới nhập nhị thiền, mà nó diệt tầm tứ tức là diệt ý thức, mà diệt cái ý thức của mình thì nhãn thức, nhị thức, tỷ thức nó diệt hết 6 cái thức này, nó diệt hãy nó diệt cái ý thức thì nó diệt hết 6 cái này, lỗ tai nó cũng diệt, con mắt nó cũng diệt, cái lỗ mũi cũng diệt, cái gì ở trong đói bụng nó cũng diệt, nó không còn đói khác, không còn gì nữa. Ngồi yên tĩnh bất động đó thôi, mà nó ở trong cái thế giới khác. Coi như nhập nhị thiền là nó không có ở trong cái thế giới mình nữa. Cái biết của mình ở trong cái thế giới khác, thế giới tưởng. Chứ không ai là không phải không tưởng. Nó ở trong toàn bộ, nó coi như là mình diệt cái ý thức của mình rồi. Tức là tầm tứ diệt rồi. Thì bắt đầu nó ở trong toàn bộ, trong tưởng thức. Lúc bây giờ mình ở trong cái thế giới khác chứ không phải ở thế giới của mình nữa. Cho nên trong khi đó, trong cái thế giới tưởng, trong khi ở đó, con dừa, trong ý con dừa khởi tưởng cái gì thì nó có, cái đó nó hiện ra liền. À, ví dụ như con ở trong cái thế giới đó, con tưởng bây giờ, tưởng cái ổ bánh mì, cái nó có cái ổ bánh mì liền. Thấy liền à? Thấy liền. À, ăn liền. Coi như là con muốn ăn mì, ăn liền, cái nó có tô mì ăn liền. Nó có tô mì hơi nó bốc lên ngùng ngùng, nó thơm phức à. Trong cái thế giới đó hay lắm. Khi nào mà con nhập được cái nhị thiền rồi, con vô trong cái thế giới tưởng rồi, con tưởng là cái có, tưởng rồi có à. À bây giờ con tưởng, ví dụ như bây giờ con đang ở trong nhà, con tưởng đây là khu rừng già,
nguyên là cây rừng được không? Con thấy con nhìn ở trong rừng chứ còn không có cái nhà mất rồi. Nó ở cái thế giới đó này, nó tự nó biến tự này, thì miễn là mình muốn có thế giới tưởng không? Nhưng mà mình không nên giữ được. À, thì mình biết rằng mà mình biết rằng cái đó là cái thế giới tưởng, tại mình hiểu. Cho nên mình biết nó là cái ảo thôi. Cho nên vì vậy mình không có... Thật sự ra thì trong cái thế giới đó, con muốn ăn một bữa cơm ngon thì nó có dọn lên một bát cơm ngon, nó biến quá ra liền. Rồi con ngồi con ăn cũng ngon ngào vậy, nhưng mà từ ăn rồi mình không có no bụng. Sức định ra thì nó không có no, nó cũng đói à. Vì nó tưởng. Cũng như con nằm chim bao mà con thấy ăn cơm rồi, nhưng mà con hết chim bao con ra cái bụng mình cũng đói. Nhưng mà hồi đó thì ở trong đó thì nó no, nhưng mà đi ra thì nó không có no. Cái thế giới này lắm. Bởi vì thầy nói khi mà tới một cái giai đoạn khác thì mình thấy nó cũng có một cái lạ. Bây giờ con tập con ly dục ly ái pháp thì con thấy có những cái lạ. Là khi cái thân mình đau gì đó, cái gì đó mình nhắc mình ta ý, với cái ý thức của mình ta ý thấy nó cũng làm chủ được, thấy nó cũng được. Nhưng mà tới cái thế giới khác thì nó lại khác. Thế giới tưởng nó lại khác. Và khi mà xả cái thế giới tưởng thì nó đến cái thế giới mà tứ thiền hay là tam thiền nó lại khác. Mỗi cái nó đều có cái trạng thái khác. Cái đó mà chưa đâu, để tới chừng đó để mình nếm được cái mùi vị nó rồi mình thấy thích. Nói chung là cái sơ thiền là nó khó, nhưng mà làm được cái sơ thiền là thấy khỏe. Nhưng mà nó không khó đâu, mình tập như con, tập phá lành cái si, tức là cái hôn trầm thì miên đó. Mình phá dần, mình thấy nó giảm giảm, là cái hướng đi là... cái si của mình phá đi. Cái đó còn dính mắt cái mình được. Dính bỏ hết. Đúng rồi, phải xả hết rồi. Xả hết rồi. Nó còn cái gì trong người. Đó, thì đó nó mới ly hết. Yeah. Nó mới hoàn toàn là nó. Nó mới nhập được sơ thiền. Còn nếu mà con tập được phá bạn. Nên giữ cái đó. Nên giữ cái đó để đẩy lui thôi. Đẩy lui cái ông trầm thì miên trước. Phá nè. Mẹ ông trầm thì miên nó lui thì sức tỉnh con thấy con tăng. Mấy cái này nó lui thì nó tăng cái tỉnh lên, cứ vậy nó tăng cái sức tỉnh lên, nó tăng đến nó định tĩnh. Nên nó định tĩnh là có hết phong vật. Với con cũng xin hỏi thầy á, từ tới này con đi ép là vậy con họ cứ đi đó. Giờ ép rồi con còn bao lâu? Con phải tính gì? Bữa nay con sao mà mày? Cũng vậy, các cố gắng để chỉnh thêm rồi coi cho đừng gì nữa. Được không đi được không sao đâu, ráng tập như vậy thầy mừng hết chứ. Tuy là kết quả nó nhỏ nhỏ mà nó có kết quả nhỏ à, con thấy chắc ăn chứ còn được kéo dài mà ngồi 4-5 tiếng rồi còn ngồi mà không được, nó gục tới gục lui cũng không có cái chất lượng gì hết. Tu từ từ. Nói chung là cái phương pháp nào thầy dạy cứ tập kỹ lưỡng từ từ thì cái kết quả của nó là cái khích lệ lớn nhất. Còn mình tu mau dội dàng tu quá trình nó giật mình trở lại hoàn toàn nắm cái số không. Ông bố quán lúc nào không lên? Chắc ông về, ông kỳ này chắc ông về, ông nói với thầy khi nào mà con thấy cái ái kiến sử của con mà nó bớt rồi thì con trở lại tu chứ. Sao mà con vô tu nó mạnh quá à, nó nhớ vợ nhớ con thôi đủ thứ hết, thành ra con chịu không có nổi. Bởi vì chọc không có chọc nó thôi, chọc nó bắt đầu ra rồi giặt không có được chịu. Nó tuôn ra mà nó nhớ vợ nhớ con rồi nó nghĩ chuyện này kia xảy ra cho vợ con, nó thôi nó tùng lum nó đủ thứ chuyện không có, nó cũng nghĩ cho con. Rồi nó còn tính vậy nữa, nó ẩm thực cho thầy nghe mà. Nó tính bây giờ mình phải về mình độ vợ con mình đi tu. Mấy ông sư con này, ổng không có biết đường, ổng đây rồi, ổng bậy bạ đây rồi, ổng theo ba, ổng đại thừa. Thôi nó lý luận đủ thứ, nó bị oa kiết sự. Thành ra ổng về đây, ổng cứ cố gắng khắc phục con cái ổng rồi bắt đầu nó chấm lại ổng rồi đủ thứ, ổng còn tức bực nữa. Mình chưa có tu chứng đó con. Mà về gặp kiết sử rồi, vợ con mà về khuyên tu hành này kia. Nó nghe thì không nói gì mà nó không nghe rồi nó chống lại rồi đâm ra điên đầu điên hết.